hoạt động ngon lành các bác nhé. Cửa lốc ngon lành luôn. Một mẫu xe nói chung là form của nó rất đẹp các bác nhé. Form của nó thì khá là chất. Máy con này cực ngon luôn các bác nhé. Đó, máy cực ngon luôn. Đó. Âm thanh thì hay các bác nhé. Âm thanh thì ạ. Đó. Em vào cam lùi các bác nhé. Đây để em vào cam lùi các bác. Cam lùi led căng các bác nhé. Cam lùi cảm biến lùi đây đủ hết. Cả cam lùi và cảm biến lùi các bác nhé. Đó. Đây đủ hết, không thiếu gì cả các bác nhé. Dạ vâng, trước mắt ta là mẫu xe Ford Mondeo các bác nhé. Con xe được phủ màu sơn đen, nhìn nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây tất cả đây ạ. Phần đăng kiểm của nó đây, cho bác xem phần đăng kiểm của nó nhé. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 12 2020 các bác nhé. Đó. Đây để em đóng cánh cửa vào cho bác xem form xe nhé. Đó. Em đóng cánh cửa vào cho bác xem form xe. Nói chung là con xe này rất đẹp các bác nhé. Xe cực đẹp luôn. Đó, một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ yêu nhá. Đó, dòng xe này nó rất là đẹp luôn. Các bác xem ạ. Form căng đét luôn nhá. Form căng đét luôn, form mới rồi nhá. Các bác nhìn ạ, form mới rồi. Đèn hai vạch các nhá. Tất cả các nhìn ạ, phần la răng đúc kìa, nhìn nó rất là đẹp luôn, có một cái phong cách riêng các nhá. Xe nói chung là option của dòng này thì rất là hiện đại rồi. Xe được trang bị phanh ABS 4 bánh các nhá, phanh ABS 4 bánh. Túi khí vòng quanh xe, túi khí vòng quanh xe các nhá. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện. Ghế chỉnh điện 6 hướng, cửa sổ lóc cao nhất, cửa sổ chơi toàn cảnh, chốt cửa tự động. Nói chung là một cái mẫu xe option của nó cực kỳ hiện đại luôn. Và đây ạ, con này lên đã form mới không nhá, lên form mới rồi. Đó, các bác nhìn đấy ạ, tất cả đây, nhìn nó rất là đẹp luôn. Đèn hai vạch các bác nhá, đây đèn hai vạch đấy ạ, form mới đèn hai vạch đấy ạ, đèn hai vạch đấy ạ. Thì con xe này, chủ xe họ độ lên form mới không nhá, thì bình thường 2003 ấy, thì là vẫn là form cũ. Thì bắt đầu đến 2000 cuối 2004 nhá, cuối 2004 2005 bắt đầu lên form mới. Thì con này chủ xe họ độ lên. Đèn hai vạch form mới và màn hình cam lùi, âm thanh hay không nhá. Một cái mẫu xe khá nổi tiếng từ thương hiệu của Mỹ không nhá. Nói chung là con này form của nó nhìn vẫn là căng đét không nhá, nhìn rất đẹp luôn. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là một mẫu xe Ford Mondeo đời 2003 nhé, 2003 form mới. Xe được trang bị phanh ABS 4 bánh, gương kính chỉnh điện, túi khí vòng quanh xe, chốt cửa tự động, cửa sổ lóc, ghế chỉnh điện 6 hướng thôi nhé. Đó, số tự động thôi nhé. Các bác nhìn lại form của nó, nhìn nó vẫn là đẹp không nhá, rất là đẹp luôn đúng không ạ. Form nhìn rất là căng. Phải nói là form của nó nhìn đẹp quá. Rồi, sau đây em mời các bác cùng em xem phần nội thất của chiếc xe nhé. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để có thể xem mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Bên em thì rất là nhiều xe về, ngày nào cũng xe về, nên là các bác quan tâm hãy đăng ký kênh của em nhé, để những cái video nào em đưa lên cái là các bác nắm bắt được ngay. Nội thất khá là đẹp quá nhé. Nội thất khá là đẹp, khá là đẹp luôn ạ. Tất cả đây ạ. Con này nói chung là đẹp toàn diện luôn các nhá. Túi khí vòng quanh xe luôn. Phanh ABS 4 bánh, la răng đúc, chốt cửa tự động. Ghế chỉnh điện các nhá, ghế chỉnh điện 6 hướng. Đây ạ, em chỉnh luôn cho bác nhá. Đây ạ. Ghế đây phần dưới các nhá, phần dưới đấy ạ. Đó, các bác chỉnh ra vào này, nó lên xuống này. Lên xuống này các nhìn nhá. Nó đang chạy các nhá. Đang chạy này. Đó, chỉnh 6 hướng luôn. Đó, 6 hướng này các nhìn ạ. Đó, 6 hướng nhá. Ừ, 6 hướng này, lên xuống này, lên xuống theo ý thích của mình thôi nhá. Cửa sổ lóc kia các nhá. Lên xuống theo ý thích của mình, có thể ngả này, lên này các nhá. Cửa sổ chơi toàn cảnh nha các nhá, cửa sổ chơi toàn cảnh luôn. Nội thất nói chung là đẹp các nhá, nội thất rất là đẹp luôn. Một cái mẫu xe đến bây giờ của nó, cái option của nó cực kỳ hiện đại luôn. Nói chung là nhiều cái mẫu xe đời cao hiện nay các nhá, đời mới hiện nay ấy, là nhiều con này option không hiện đại của con này các nhá. Con này mặc dù 2003 thôi nhưng cái độ chất của nó thì các bác nhìn ạ. Độ chất của nó còn rất là mới và đẹp luôn. Tất cả phần táp ly đây ạ. Kính là toàn kính auto hết các bác nhá. Kính là kính chỉnh điện auto hết, điều hòa tự động luôn. Điều hòa tự động, vô lăng tích hợp bàn phím. Từ phần táp ly vân vân gỗ này ạ. Tất cả đây là nguyên bản hết các bác nhá. Đó, các bác nhìn ạ, nguyên bản này. Đây nguyên bản này, đây tất cả phần này là nguyên bản hết này. Đó. Một cái mẫu xe nói chung là cái option của con này thì khỏi bàn rồi. Đi rất là sướng nhá, đi rất là sướng luôn. Các bác xem ạ, từ phần nhựa đây ạ, em sẽ quay sát đây cho các bác nhá. Các bác nhìn ạ.
từ cái phần nhựa này nó còn những phần nhựa còn rất là đẹp các nhá, rất là đẹp luôn. Em sẽ quay chi tiết cho các bác nhé. Nói chung là mình mua về giờ là sẵn dùng đấy các bác nhé. Đó, xe được trang bị hai màn, hai cái đồng hồ nhé, bên trong có một cái đồng hồ và chủ xe độ thêm hẳn một cái đồng hồ này nữa các bác nhé. Đó, rất là hay đúng không ạ? Đây, tất cả điều hòa tự động hết các bác nhé, điều hòa auto này, những cái lúp này, cái lúp này nó còn mới này các bác nhé, còn rất là mới này. Đó, chủ nhân họ ấn ít nhưng nó còn mới này các bác nhé, rất là mới này. Dạ vâng, bên em rất nhiều xe về nhé, ngày nào xe về nên là các bác quan tâm hãy đăng ký kênh của em nhé, để những cái video nào em đưa cái là các bác nắm bắt được ngay. Dạ vâng, số điện thoại của em là 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các bác nhé. Đó, đây các bác xem hàng ghế thứ hai của chiếc xe nhé. Em sẽ lại được mẫu xe Ford Mondeo 2003, sản xuất năm 2003, một cái mẫu xe khá nổi tiếng đến từ thương hiệu của Mỹ nhé. Mặc dù 2003 thôi nhưng cái độ chất của nó, các bác ngồi trên con xe này đi nó rất là an toàn luôn, cái độ chắc chắn của nó và tất cả những cái option không thiếu cái gì cả nhé. Phanh ABS thì 4 bánh rồi, gương kính chỉnh điện, gương gập điện, túi khí vòng quanh xe luôn, con này trang bị túi khí vòng quanh xe luôn các nhé. Đó, túi khí rất là nhiều luôn. Đây, em quay chi tiết coi nhé. Xe nói chung là tương đối đều xe các nhé. Đó, đây ạ, đằng sau lỉ liếc là nguyên bản này các nhé, chỉ liếc nguyên bản rất là hay luôn. Đây ạ, có cả cái chắn nắng các nhé, cái chắn nắng đây ạ. Đó, các thiết bị cho lên các nhé. Đó, đó thiết bị mình cho xuống. Đó, rất là hay, tiện ích các nhé. Khá nó ok. Em về bên kia quay cho bác cái tắp liên bên kia nhé. Dạ vâng, số điện thoại của em là 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các bác nhé. Em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Con xe bên em bán mức giá là cực kỳ hợp lý các bác nhé, cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có 158 triệu thôi nhé, 158 triệu. Mình đã sở hữu ngay mẫu xe này rồi các bác nhé. Chung là xe đèo xe các bác nhé. Đó, xe rất là đèo xe luôn. Đó, độ chất của nó thì khỏi phải bàn rồi. Rồi ok, sau đây cho bác xem phần khoang máy. À, cốp phải đồ sau nhé. Đây ạ, cốp đằng sau cũng bảo bằng điện các bác nhé. Đây ạ, các bác chỉ cần ấn một lượt đây thôi ạ. Đó, ấn này nó tự lên các bác nhé. Đó, tự lên rồi các bác nhé, rất là hay đúng không ạ. Đây ạ, cho bác xem phần cốp phải đồ sau nhé. Tất về khoang đồ sau là khá là rộng rãi các bác ạ. Tất cả phần lỉ đây, lỉ chân này các bác ạ, lỉ là nguyên bản theo xe hết các nhá. Con này máy cực chất luôn, con này máy bên em kiểm tra rồi, em tí em sẽ lổ máy bác xem. Đó, đằng sau này thì tất cả là nguyên bản hết này, các xem ạ, nguyên bản hết các nhá. Xe rất đẹp luôn. Một phụ xe Ford Mondeo khá là nổi tiếng từ thương hiệu của Mỹ nhá. À, tất cả phần lỉ đấy ạ, nguyên bản hết ạ. Tất cả đèn ấy sáng trưng, mở cửa nó sáng luôn các nhá. Các bác xem những cái độ rắn của nó đấy ạ. Độ rắn của nó thì vô đối rồi, xe rất là rắn luôn các bác nhé. Phần trên này đấy ạ, em quay cho bác xem ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Tại vì sao là tôn vỏ nó khá là dày các bác nhé. Bên dưới đây các bác nhé, em cho bác xem bên dưới này. Bên dưới cái lõi này thì khỏi bàn rồi các bác nhé. Nó, các bác xem cực đẹp luôn đúng không ạ. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Cho bác xem nào, sáng quắc luôn, tất cả là zin đét luôn này. Các bác nhìn ạ, từ phần dập này của nhà máy này. Đó, đầy đủ hết đâu nhá. Đầy đủ hết này, các bác nhìn ạ. Khá là chất các bác nhá, kích này, kích đầy đủ hết đâu nhá, kích chạy đồ đầy đủ hết. Nói chung là xe rắn các bác nhá. Em quay một vòng bác xem này. Đó, đầy đủ hết. Nói không mục ngoặt rồi các bác nhá, nói không mục ngoặt rồi. Rồi ok nào. Sau đây em sẽ cho bác xem phần khoang máy động cơ nhá. Nó trời bắt đầu mưa quá, do mấy hôm nay là áp thấp. Em tranh thủ là quay khá là chi tiết cho các bác. Đó, tì để tay đầy đủ hết các nhá, tì để tay đầy đủ hết này. Đó. Rồi đây để em lấy chìa khóa em lổ máy các bác xem nhá. Máy của nó thì khỏi bàn rồi.
Máy móc hoạt động ngon lành luôn. Bên em đã kiểm tra và test thử rất là ok rồi nhá. Đó, máy rất là ngon. Đây là tất cả phần nó khi mình không đeo dây an toàn vào là máy nó sẽ kêu. Đó, tất cả đây ạ, cửa số lóc đây ạ. Cửa số lóc hoạt động ngon lành các nhá. Cửa số lóc hoạt động ngon lành luôn. Đó, khi là các bác cần thích ngắm gió trời. Đó thì là mình ấy thôi các nhá. Rất là hay nhá các nhá. Con này form đẹp mà máy chất các nhá. Khá là ok đúng không ạ? Đó. Không bị cho này vào các nhá. Bị cho này vào. Rất là ok này. Đó, gương thì gương cập điện luôn các nhá. Đó. Đây ạ, gương cập điện này ạ. Đó. Hai bên là ra vào là theo ý muốn của mình thôi nhá. Đó. Hai bên luôn, đó các nhá. Kính là toàn kính auto thôi nhá, kính auto không phải giữ đâu nhá. Kính này chỉ cần ấn một cái là lên thôi các nhá. Chỉ cần ấn một cái lên thôi. Đó. Tất cả là kính rất là ok luôn. Rất là hiện đại luôn đúng không ạ? Cái thời 2003 đến rồi nhưng mà cái độ hiện đại của nó, form của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Rồi, sau đây cho bác xem phần khoang máy động cơ nhá. Nói thật thì các bác, kiểu con Mondeo nào mà máy nó lổ êm, lổ chất như này ấy, em nói thật sự các bác ấy, rất là hiếm luôn. Đó, rất là hiếm luôn các bác nhá. Các bác nghe, đây em đang để đỉnh capo nhá, đang đứng sát máy đây ạ. Đang đứng sát máy đây. Các bác nghe cái độ chất của nó, cái độ êm của nó thì khỏi bàn rồi. Đây ạ, em mở capo nhá. Đó. Máy của nó thì khỏi bàn rồi các bác nhá. Máy của nó đây ạ, các bác nghe. Các bác của em nghe ạ. Của em ạ. Nghe nó khá là êm các bác nhá. Đó, nghe rất là êm luôn. Để mà kiếm được con Mondeo nào mà máy êm này các bác nhá, mà máy khô ráo như này ấy. Em ơi, thật sự các bác rất là hiếm thôi nhá. Máy nó lổ êm này. Đó, rất là êm này các bác nhá. Nó lổ này là êm thôi nhá. Các bác đứng xa một tí ạ. Các bác đứng xa một tí nghe nó rất là êm đúng không ạ? Nghe nó khá là êm luôn, êm tai luôn các bác nhá. Dạ vâng, đó là tổng thành xe Ford Mondeo 2003 các bác nhá. Một lần nữa Mô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.